Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. David bèn nói: Ấy, đây là đền của Jehovah Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Israel. David truyền lệnh nhóm các người ngoại bang ở trong xứ Israel, rồi người khiến thợ đục đá đặng làm những đá đục hầu cất cây đền của Đức Chúa Trời. David cũng dự bị nhiều sắt đặng làm đinh cánh cửa và mấu cửa, cùng nhiều đồng không thể cân được và gỗ bá hương vô số, vì dân Sidon và dân Tyre chở rất nhiều gỗ bá hương đến cho vua David. David nói rằng: Salomon con trai ta hãy còn thơ ấu và non nớt, mà cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước. Vì vậy ta sẽ dự bị đồ cần dùng cho nó. Thế thì David dự bị rất nhiều đồ trước khi người qua đời. Bây giờ David gọi Salomon con trai mình, truyền dặn người cất một cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. David nói với Salomon rằng: Hỡi con, ta có ý muốn xây cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi đã đổ huyết ra nhiều, đánh những giặc lớn lao. Vậy, vì ngươi đã đổ huyết ra nhiều trên đất tại trước mặt ta, nên ngươi sẽ chẳng cất đền cho danh ta. Kìa, con trai mà ngươi sẽ sinh ra, nó sẽ là người thái bình. Ta sẽ ban bình an cho nó. Các thù nghịch ở bốn phía nó sẽ chẳng khuấy rối nó, vì tên nó sẽ là Salomon. Trong đời nó, ta sẽ ban sự thái bình an tịnh cho Israel. Nó sẽ cất một cái đền cho danh ta. Nó sẽ làm con trai ta. Ta sẽ làm cha nó, và ta sẽ lập ngôi nước nó trên Israel được bền vững đời đời. Bây giờ hỡi con trai ta, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng con và làm cho con được hanh thông. Con sẽ cất cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con theo như lời Ngài đã phán về việc con. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho con sự khôn ngoan thông sáng, khiến cho con cai trị trên Israel, để con gìn giữ luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời con. Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp và mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se truyền cho Israel, thì con sẽ được hanh thông. Khá vững lòng bền chí, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi. Nay ta đã chịu hoạn nạn mà sắm sửa cho đền của Đức Giê-hô-va 10 vạn ta lân vàng, 100 vạn ta lân bạc, còn đồng và sắt thì không thể cân được vì nó nhiều quá. Ta lại dự bị gỗ và đá, và con cũng sẽ thêm vào đó. Vả lại, con có nhiều nhân công, thợ đục đá, thợ hồ, thợ mộc, đủ người thạo về các thứ việc, vàng, bạc, đồng, sắt thì vô số. Hãy trỗi dậy làm, Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng con. David cũng truyền dặn các quan trưởng của Israel giúp đỡ Salomon con trai người mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi há chẳng ở cùng các ngươi sao? Ngài há chẳng ban cho các ngươi được bình an bốn phía sao? Vì Ngài đã phó dân của xứ vào tay ta, và xứ đã suy phục trước mặt Đức Giê-hô-va và trước mặt dân sự Ngài. Vậy bây giờ hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy trỗi dậy xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, để rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va và các khí dụng của đền thánh Đức Chúa Trời vào trong nhà, toàn cất cho danh của Đức Giê-hô-va. Chương 23. David đã già, cao tuổi, bèn lập Salomon con trai mình làm vua Israel. Người nhóm các quan trưởng Israel cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi, người ta lấy số người Lê-vi từ 30 tuổi trở lên, và số của họ cứ đếm từng người được 3 vạn 8 ngàn. Trong số các người ấy,
có 24,000 người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va. 6,000 người đều làm quan đốc lý và quan xét, còn 4,000 người đều làm kẻ canh cửa, và 4,000 người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của David đã làm, đặng ngợi khen. David phân họ từng ban thứ theo ba con trai Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Về con cháu Gẹt-sôn có La-ê-đan và Si-mê-i. Con trai của La-ê-đan là Giê-hi-ên làm trưởng, Sê-tham và Giô-ên, ba người. Con trai của Si-mê-i là Sê-lô-mít, Ha-si-ên và Ha-rang, ba người. Đó là các trưởng của tông tộc La-ê-đan. Con trai của Si-mê-i là Gia-hát, Si-na, Giê-úc và Bê-ri-a. Ấy là bốn con trai của Si-mê-i. Gia-hát làm trưởng, còn Si-sa là con thứ. Nhưng Giê-úc và Bê-ri-a không có con cháu nhiều, nên khi lấy số thì kể chúng như một nhà. Con trai Kê-hát là Amram, Yit-she-ha, Hebron, U-si-en, bốn người. Con trai của Amram là Aaron và Môi-se. Aaron và con cháu người được phân biệt ra để biệt riêng ra các vật chí thánh và đời đời sông hương hầu việc trước mặt Đức Giê-hô-va cùng nhân danh Ngài mà chúc phước cho. Còn về Môi-se, người của Đức Chúa Trời, các con trai người đều được kể vào chi phái Lê-vi. Con trai của Môi-se là Gẹt-sôn và Eli-e-se. Con trai của Gẹt-sôn là Sê-bu-ên làm trưởng. Con trai của Eli-e-se là Rê-ha-bia làm trưởng. Eli-e-se không có con trai nào khác, nhưng con trai của Rê-ha-bia nhiều lắm. Con trai của Yit-she-ha là Sê-lô-mít làm trưởng. Con trai của Hebron là Yeri-ya làm trưởng, Amaria thứ nhì, Yahasien thứ ba và Yekameam thứ tư. Con trai của Usien là Mika làm trưởng và Yishiya con thứ. Con trai của Merari là Makli và Mushi. Con trai của Makli là Eleasa và Kit. Eleasa chết không có con trai, chỉ có con gái mà thôi. Các con trai của Kít là anh em chúng nó, bèn cưới chúng nó làm vợ. Con trai của Mushi là Makli, Ede và Jeremot, ba người. Đó là con cháu của Lê-vi theo tông tộc của họ, tức là trưởng tộc của những người được cai số từng danh từng người từ 20 tuổi sắp lên và hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va. Vì David nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có ban sự bình an cho dân sự Ngài, và Ngài ngự tại Jerusalem đời đời. Người Lê-vi cũng sẽ chẳng còn cần khiêng vác đền tạm hay là các khí dụng về công việc đền tạm nữa, vì theo lời trối của David, người ta tu bổ dân Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên. Chức của chúng là ở bên con cháu A-rôn, đặng làm công việc của đền Đức Giê-hô-va, canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh và coi làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại lo về bánh trần thiết, về bột mịn dùng làm của lễ chay, về bánh tráng không men, về đồ nướng trên vỉ, về đồ trộn với dầu và về các đồ để lường và để đo. Mỗi buổi sớm và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Còn mỗi ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và ngày lễ trọng thể thì phải giúp dân luôn luôn tại trước mặt Đức Giê-hô-va những của lễ thiêu thường dâng cho Đức Giê-hô-va theo lệ đã định trong luật về của lễ ấy. Chúng cũng lo coi sóc hội mạc và nơi thánh, cùng giúp đỡ con cháu A-rôn là anh em mình, đặng hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va. Chương 24. Này là ban thứ của con cháu A-rôn. Con trai của A-rôn là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Nadab và Abihu chết trước cha của chúng và không có con, nên Eleasa và Ithama làm chức thầy tế lễ. David khiến Sa-đốc, con cháu Eleasa và Ahimelech, con cháu Ithama, phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm. Trong con cháu Eleasa có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu Ithama. Họ phân ban thứ như vậy. Về con cháu Eleasa,
có 16 trưởng tộc. Còn về con cháu Ithamar, theo tông tộc họ, có 8 trưởng tộc. Người ta bắt thăm phân chúng từng bang thứ, hoặc người này người kia, vì các trưởng của nơi thánh và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con cháu Eleasa và trong con cháu Ithamar. Shemaiah, con trai của Nathanael, người ký lục, thuộc trong chi phái Lê-vi, biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Sa-đốc, Ahimelech con trai của Abiatha, và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Trong con cháu Eleasa bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Ithamar cũng bắt thăm lấy một họ hàng. Cái thăm thứ nhất trúng nhằm Jehoyarib, cái thăm thứ nhì nhằm Jedaeya, cái thăm thứ ba nhằm Harim, cái thăm thứ tư nhằm Seorim, cái thăm thứ năm nhằm Mankia, cái thăm thứ sáu nhằm Miamin, cái thăm thứ bảy nhằm Cốt, cái thăm thứ tám nhằm Abia, cái thăm thứ chín nhằm Yeshua, cái thăm thứ mười nhằm Shekania, cái thăm thứ 11 nhằm Eliashib, cái thăm thứ 12 nhằm Gia-kim, cái thăm thứ 13 nhằm Húp-ba, cái thăm thứ 14 nhằm Giê-sê-báp, cái thăm thứ 15 nhằm Binh-ga, cái thăm thứ 16 nhằm Y-mê, cái thăm thứ 17 nhằm Hê-xia, cái thăm thứ 18 nhằm Phi-xết, cái thăm thứ 19 nhằm Phê-ta-hia, cái thăm thứ 20 nhằm Ê-xê-chi-ên, cái thăm thứ 21 nhằm Gia-kin, cái thăm thứ 22 nhằm Ga-mun, cái thăm thứ 23 nhằm Đê-la-gia, cái thăm thứ 24 nhằm Ma-a-xia. Ấy đó là ban thứ của chúng trong chức việc mình, đặng vào trong đền của Đức Giê-hô-va, tùy theo lệnh của A-rôn tổ phụ chúng đã truyền cho, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán dặn người. Này là con cháu của Lê-vi còn lại. Về con cháu Amram có Su-ba-ên, về con cháu Su-ba-ên có Giê-đia, về con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia làm trưởng, trong con cháu Giết-sê-ha có Sê-lô-mốt, về con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát, về con cháu Hê-rôn có Giê-ri-gia con trưởng, Amaria thứ nhì, Gia-ha-si-ên thứ ba và Gia-ca-mê-am thứ tư. Về con cháu U-si-ên có Mi-ca, về con cháu Mi-ca có Sa-mia. Anh em của Mi-ca là Giết-hi-gia, về con cháu Giết-hi-gia có Sa-cha-ri. Con trai Merari là Mác-li và Mu-si. Con trai Gia-a-si-gia là Bê-nô. Con cháu của Merari là Bê-nô, Sô-ham, Sát-cua và I-bê-ri đều là con trai của Gia-a-si-gia. Con trai của Mác-li là Ê-lê-a-sa, là người không có con trai. Về con cháu Kích có Giê-rác-mê-ên. Con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đê và Giê-ri-mốt. Ấy đó là con cháu Lê-vi tùy theo tông tộc của chúng. Chúng cũng như anh em mình là con cháu A-rôn bắt thăm tại trước mặt vua David, Sa-đốc và Ahimelech, cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Các trưởng tộc cũng phải bắt thăm như các em út mình. Thi Thiên 136. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài trương đất ra trên các nước vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dựng nên những vì sáng lớn vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trời đặng cai trị ban ngày vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đem Israel ra khỏi giữa chúng nó, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài phân biển đỏ ra làm hai, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khiến Israel đi qua giữa biển ấy, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xô Pharaon và cả đảo binh người xuống biển đỏ, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh bại các vua lớn, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh giết những vua có danh, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức là Sihon vua dân Amorit, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và Ốc vua Ba-san, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức làm sản nghiệp cho Israel, là kẻ tôi tớ Ngài, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài nhớ đến bậc hèn hạ chúng tôi, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chương 6. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn. Nhưng chỉ Cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi
cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chương 7. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân mà quay lại cắn xé các ngươi. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.
hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đi thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đi mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Và khi Đức Chúa Giê-xu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.